Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng tin đồn liên quan đường dây mua bán dâm. Chiều tối ngày 14 tháng 11, Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng trước nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán dâm đang được bàn tán sôi nổi những ngày gần đây. Diễn biến sự việc thế nào? Mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên thông báo tin vui đến người hâm mộ rằng cô đã thắng kiện vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Thùy Trang và bị đơn là cô. Đồng thời, Thùy Tiên cũng khẳng định những tin đồn gần đây về nghi vấn cô có liên quan đến đường dây mua bán dâm là sai sự thật và cho rằng là hành động cố tình dẫn dắt dư luận. Cô cho biết kết luận từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã có công bố cô không liên quan đến đường dây mại dâm mà nhiều người đồn đoán. Vào đầu tháng 11 năm 2023, Cục Cảnh sát Hình sự cho biết đơn vị đã khởi tố nhóm đối tượng cầm đầu đường dây mua bán dâm trong showbiz với quy mô lớn do Huỳnh Thanh Thuận làm nghề chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân stylist cầm đầu. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh Thùy Tiên chụp ảnh chung với những người có liên quan đường dây này nhằm bêu xấu cô. Vụ việc trên là không có cơ sở và chưa kể đến việc người này đã từng hợp tác và làm việc với nhiều nghệ sĩ trong vai trò làm make up, làm tóc. Việc lôi lại những vụ án đã được Bộ Công an điều tra và có thông tin rõ ràng là Thùy Tiên không liên quan là hành vi cố tình dẫn dắt dư luận, Thùy Tiên chia sẻ. Liên quan đến vấn đề về bạo lực mạng và ứng xử trên không gian mạng, Thùy Tiên thông tin công ty quản lý đã và đang làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết với các bên liên quan trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok và YouTube. Tôi biết rằng đây là kế hoạch bôi nhọ danh dự có tổ chức, trước phiên phúc thẩm nhằm mục đích xấu, vì thế tôi và công ty quản lý của mình đã không lên tiếng trong suốt những ngày qua để sự việc không thể lớn thêm. Sự việc đã chính thức khép lại, tôi hy vọng khán giả sẽ luôn yêu mến và tin tưởng với những cống hiến thành tích mà tôi đã và sẽ tiếp tục đạt được trong tương lai, Hoa hậu nói thêm. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong ngày nha! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!